Anh chị và các bạn thân mến, từ khi xuất hiện đại dịch COVID-19 đến nay, Việt Nam phải đối mặt với khó khăn trên nhiều phương diện, từ y tế, du lịch cho đến kinh doanh sản xuất. Cho đến ngày hôm nay, dù đã trải qua từng trở ngại, mọi hoạt động đã trở lại bình thường khoảng hơn một năm, nhưng dư âm của dịch COVID vẫn còn âm ỉ, tác động đến mọi ngóc ngách trong nền kinh tế. Cùng với đó là những diễn biến về chiến tranh, xung đột trên thế giới khiến cho diễn biến kinh tế của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung khó có được góc nhìn khả quan trong năm 2023. Một điều nổi bật mà tôi tin là những người ít quan tâm đến tài chính đầu tư nhất cũng biết, đó là lãi suất ngân hàng tăng. Lãi suất này gồm cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Lãi tiết kiệm tăng khiến dòng tiền nóng từ các kênh đầu cơ tháo chạy. Vì đánh giá về chi phí cơ hội thì không ai muốn mạo hiểm tiền vào kênh đầu tư rủi ro hơn, nhưng lợi nhuận lại không đủ hấp dẫn để bù đắp vào phần rủi ro mà họ phải chịu. Thật vậy, lãi suất tiền gửi nhiều ngân hàng thời gian qua đã có lúc lên tới 11-12% một năm. Tất nhiên mức lãi suất này có thể có kèm theo điều kiện, nhưng nó cũng cho thấy mức lãi suất tiền gửi rất hấp dẫn. Tiền từ đó mà rút khỏi thị trường chứng khoán khiến thanh khoản sụt giảm, hay tiền nóng dùng đòn bẩy để đầu cơ bất động sản cũng đang ngắc ngoài vì lãi suất cho vay cao. Nguyên nhân phía sau việc tăng lãi suất từ ngân hàng đến từ việc Fed, là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất để kìm hãm mức lạm phát. Nếu bạn chưa biết Fed là gì thì có thể hiểu đơn giản, đây là tổ chức tài chính duy nhất trên thế giới được phép in đồng đô la Mỹ. Mà bạn biết đồng đô la tính đến nay thì có tầm ảnh hưởng thế nào đến các nền kinh tế thế giới rồi đấy. Ngày 14 tháng 12 vừa qua, Fed đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5%, và đây là đợt tăng thứ 7 trong năm 2022 nhằm kiểm soát lạm phát vốn đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang ước tính lãi suất cơ bản sẽ ở mức 5% tới 5,25% vào cuối năm 2023 và lãi suất sẽ chưa giảm cho tới năm 2024. Đứng trước bối cảnh này, nhiều người sẽ hỏi đầu tư gì cho năm 2023. Trước khi đưa ra ý kiến về kênh đầu tư, mời anh chị và các bạn xem biểu đồ lợi suất của các kênh đầu tư tài sản tại Việt Nam mà quỹ Dragon Capital thống kê cho đến năm 2021. Với thống kê trên thì lưu ý rằng tăng trưởng bất động sản chỉ thống kê trong phân khúc căn hộ mà thôi. Và nhìn về dài hạn thì các kênh đầu tư rủi ro hơn như là cổ phiếu hay bất động sản thì đem lại mức lợi suất hấp dẫn hơn. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì mức độ biến động của những kênh này lại cao hơn. Và sau thống kê về hiệu suất của các kênh tài sản trong 21 năm thì tôi muốn giới thiệu tới anh chị và các bạn về biểu đồ của các giai đoạn của chu kỳ kinh tế như sau. Biểu đồ chu kỳ kinh tế chia thành 4 giai đoạn với các hành động như là bơm, thổi, hút, vỡ. Hay nói theo ngôn ngữ nhẹ nhàng và văn chương hơn thì là 4 giai đoạn xuân, hạ, thu, đông. Với giai đoạn 1 là bơm tiền, tức là mùa xuân. Fed sẽ bơm tiền vào nền kinh tế thông qua phát hành trái phiếu chính phủ của Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư hoặc chính phủ nước khác sẽ mua trái phiếu để hưởng lợi tức theo kỳ hạn 3 năm, 5 năm hay là 10 năm. Ngoài ra thì còn có thể bơm tiền qua các gói hỗ trợ giảm lãi suất cho vay để kích thích nền kinh tế. Khi đó, các quốc gia phải đồng đô la thì người dân sẽ có tài sản thế chấp, các nước đang phát triển hoặc thiếu vốn nền kinh tế sẽ dùng trái phiếu của nước đó đổi lấy đô la. Tức là phát hành trái phiếu để mua đô la Mỹ. Các nước đang phát triển sẽ phát hành in tiền để cứu nền kinh tế đang suy thoái. Và giai đoạn 2, thổi, tức là mùa hạ sẽ bắt đầu. Khi dòng tiền dư thừa sẽ dần tạo ra bong bóng và phình to ra, và tiền này thì sẽ đổ vào vàng, chứng khoán hay là bất động sản. Các doanh nghiệp đang kinh doanh sản xuất sẽ tiếp tục thế chấp để mở rộng cơ sở kinh doanh, đẩy cho thị trường này tiếp tục tăng. Bong bóng sẽ càng phình to hơn, các công ty sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn. Khi tình trạng này tiếp tục diễn ra thì một việc dễ dẫn tới, các công ty sẽ vượt quá khả năng chi trả, sẽ tạo ra bong bóng tài chính, bong bóng doanh nghiệp. Và lúc này thì giá hàng hóa, giá bất động sản đều tăng và lạm phát ở mức cao. Và giai đoạn 3 là mùa thu, tức đây là giai đoạn bắt đầu hút. Khi các doanh nghiệp nợ cao, bị mất khả năng thanh toán, Fed sẽ tăng lãi suất tiết kiệm để lấy lãi suất cao, hút dòng tiền rẻ vào, dẫn đến giá vàng xuống, chứng khoán mất thanh khoản, nợ xấu từ bất động sản tăng.
đối với các doanh nghiệp hoạt động kém thì sẽ phải bán bớt bất động sản để lấy tiền chi trả cho trái phiếu, đóng bớt các chi nhánh không hiệu quả và giảm số lượng nhân viên. Việc này có vẻ đau lòng nhưng cũng có mặt tích cực, đó là nó sẽ giúp đào thải những doanh nghiệp làm ăn không tốt. Và giai đoạn cuối cùng trong chu kỳ là giai đoạn 4 mùa đông, là giai đoạn vỡ. Fed càng thắt chặt cung tiền, bắt buộc các nước khác phải tăng lãi suất. Bất động sản, chứng khoán, vàng giảm giá trở về giá trị thực và Fed sẽ nuốt hết tài sản để thu tiền về. Với miêu tả ở các giai đoạn trên, chắc anh chị và các bạn cũng mường tượng chúng ta đã và đang trải qua các giai đoạn ra sao. Có thể nói chúng ta đã trải qua giai đoạn mùa hè đầy rực rỡ và giờ đang trong giai đoạn cuối thu sắp chuyển sang giai đoạn mùa đông khi mà những nhà đầu cơ hay các công ty bất động sản đang ngộp thanh khoản. Cho đến khi đợt tăng lãi suất cuối cùng theo kế hoạch của Fed được thực hiện thì có lẽ một mùa đông lạnh lẽo vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước. Vậy với sự nắm bắt về xu hướng các kênh tài sản cũng như chu kỳ kinh tế, hành động gì cho năm 2023 và tầm nhìn như thế nào cho các năm tiếp theo? Trong ngắn hạn, tức năm 2023, kênh tiết kiệm chắc chắn là kênh hấp dẫn nhất với nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi và không ưa thích rủi ro. Tuy nhiên, lãi suất cao sẽ không duy trì quá lâu mà sẽ có khả năng tiệm cận đảo chiều trong quý 1 2023 và bắt đầu hạ nhiệt từ quý 2. Do vậy, trong 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân có thể phân bổ vào kênh đầu tư tiền gửi ngắn hạn, ưu tiên kỳ hạn 6 tháng, do đây là kỳ hạn có mức lãi suất hấp dẫn hơn hẳn so với các kỳ hạn ngắn hơn, nhưng cũng không có chênh lệch quá lớn so với kỳ hạn dài hơn. Vàng là một kênh mà nhà đầu tư cá nhân cũng rất ưa thích, nhưng do đặc điểm quản lý và điều hành tại Việt Nam mà kênh đầu tư vàng không nên là kênh đầu tư chủ lực mà chỉ nên là một kênh để phân bổ đa dạng danh mục đầu tư, không nên đầu tư quá 15% tài sản để đầu tư cho vàng. Còn đối với các tài sản rủi ro như là cổ phiếu hay bất động sản là những kênh mà nhiều người xa lánh nhất trong thời gian này. Tuy nhiên với tầm nhìn dài hạn trên 3 năm thì đây là lúc đầu tư hấp dẫn nhất khi mà giá những tài sản này đã giảm đáng kể từ 30 đến 50% so với thời điểm nóng sốt. Vậy nên 2023 là thời gian rất hấp dẫn để mua tích lũy cổ phiếu hay phù hợp với những người có nhu cầu mua và đầu tư bất động sản thực sự. Anh chị và các bạn thân mến, trong nguy có cơ, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau mùa đông lạnh lẽo, mầm non sẽ đâm chồi để chờ đón một mùa hạ tươi xanh.